Em xin kính chào toàn thể các bác nhé. Em là Linh đến từ Lướt Bay. Không biết là có bác nữ nào đang tìm xe không ạ? Thì bên em đang về một chiếc này Momentum các bác nhé. Xe màu đỏ candy rất là đẹp. Cho các bác size từ 1m48 đến 1m68 đi, chiếc này là vừa đẹp luôn. Khung gióng chéo, lên xe dễ dàng. Các bác mặc váy cũng có thể đi được. Xe thì còn rất là đẹp nhé. Nước sơn bóng loáng. Hơi có một chút xước sát thôi, cái đấy thì không thể tránh khỏi bởi vì xe đã qua sử dụng mà các bác. Đấy, xe thì bên em nhập khẩu trực tiếp tại Nhật. Đấy, đầy đủ tem tác hết. Ba đĩa các bác nha. Ba đĩa này. 8 lip 24 chuyển động. Củ đề sau Shimano Antut. Đẹp lắm các bạn. Lốp theo xe nguyên zin từ Nhật nhá. Kenda Quick Check này. Cả đôi. Mấy cái xe này thì cũng không có gì phải nói nhiều cả, bởi vì là cấu hình nó cũng hơi xem nhau. Có điều là các bác cứ nhìn vào cái xe nào, cái nước sơn, cái độ mới và cái size cỡ các bác phù hợp thì các bác mua nhá. Thì chiếc xe này thì các bác nữ chạy rất là đẹp này. Đó. Thì chiếc xe này thì bên em đang bán là ngoài 7 triệu. Đó. Cho các bác cao từ 1m48 đến 1m68. Các bác ở Hà Nội thì mời các bác qua trực tiếp xưởng của bên em để trải nghiệm chiếc xe này nhá. Còn ở tỉnh thì có thể là liên hệ cái fanpage của bên em là Lướt Bay Công Xưởng Xe Đạp Nhật Bãi. Và bên em sẽ tư vấn cho các bác mua hàng nhá, dễ dàng nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác.